Không tin đến Avengers Endgame, hai phần phim gần nhất của MCU là Ant-Man phần 2 và Captain Marvel đều được đánh giá là thường thường bậc trung, xem được nhưng không đột phá. Soi sang kẻ đối trọng với DCEU, hàng tá lời khen có cánh dành cho Aquaman và Shazam. Không ít khán giả đã cho rằng nếu MCU không sốc lại mình thì khi Phase 3 kết thúc cũng là lúc thời hoàng kim của vũ trụ điện ảnh tỷ đô này chấm dứt. Mang trong mình sứ mệnh kết thúc Phase 3 và mở ra một kỷ nguyên mới không còn những Iron Man, Captain America cùng Avengers đời đầu. Liệu Spider-Man Far From Home có làm thỏa lòng người hâm mộ? Chào mừng quay trở lại và ngay sau đây hãy cùng đến với những review của Tentacles về người nhện xa nhà. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Mà thôi, thật ra thì book vé ra rạp ngay đi, xem review gì tầm này nữa. Bởi Spider-Man Far From Home thực sự mà nói là một tác phẩm hài hước, thông minh và thú vị bậc nhất MCU tính đến thời điểm hiện tại đấy. Lấy bối cảnh 8 tháng kể từ Endgame, 10 phút đầu phim hầu hết được dùng để mang đến một cái nhìn chi tiết hơn về một trái đất hậu blip. Cái cách người ta gọi sự kiện Thanos búng tay khiến một nửa dân số bốc hơi. Spider-Man lúc này sống cuộc sống của một anh chàng hàng xóm thân thiện đúng nghĩa, ngày đi học, tối về giúp đỡ cảnh sát và người dân vài ba vụ lộn xộn. Nhưng trong một thế giới nơi mà những Avengers cũ, những người từng được coi là tấm khiên bất hoại giờ đây đã tứ tán. Và cho đến lúc câu hỏi ai sẽ là Iron Man tiếp theo còn chưa có lời giải, thì Spider-Man với tư cách là Avenger duy nhất còn có mặt trên trái đất phải gánh lấy trọng trách khi hành tinh này lâm nguy. Dù tất cả những gì cậu chàng muốn là tận hưởng một kỳ nghỉ thoải mái với bạn bè nơi trời Âu và tỏ tình với cô nàng vừa hài hước vừa hắc ám mà cậu đang phải lòng. No, of course I'm not. I mean it's kind of obvious. Đối với chúng mình, người nhện xa nhà ghi điểm tuyệt đối ở ba khía cạnh. Một, kịch bản thông minh thú vị. Sự tiết chế và sự phát huy hiệu quả những điểm mạnh của nhân vật cùng một thông điệp có chiều sâu được thể hiện bởi dàn diễn viên tài năng. Công bằng mà nói, dàn biên kịch của Far From Home đã thực sự phát huy được bút lực tuyệt đối trong tác phẩm này. Những chi tiết cài cắm từ các phần phim trước được đúc rút khá thông minh, những cú twist diễn ra liên tục theo cấp độ tăng dần. Để nếu như vừa phút trước bạn còn cười khẩy vì đã đoán được màn lập mặt này, thì đến giây sau đã phải há hốc mồm bởi chuyển biến không ngờ tới. Để đến cuối cùng, bạn sẽ phải thừa nhận rằng mình vừa trải qua 129 phút với đầy những cú lửa. Thứ hai, Spider-Man Far From Home đã tận dụng tối đa những thế mạnh vốn có của mình. Dù thực sự là tác phẩm chuyển tiếp giữa hai phase của MCU, bộ phim cũng không hề lên cân lên cốt hay cố gắng giải thích quá nhiều về quá khứ, tương lai. Sau màn điểm tin khá xúc tích về những gì đã xảy ra, biên kịch vẫn đan xen những chi tiết đầy tinh tế, vừa đủ để thể hiện sâu sắc tác động từ sự ra đi của Iron Man đến Peter Parker. Nếu như phần 1 nhận phải khá khá lời phê bình nhàm chán, bởi bộ phim gần như đi theo hướng một tác phẩm tuổi teen của Disney cách đây 20 năm, thì lần này, Spider-Man Far From Home lại biến điều này thành một thế mạnh. Peter là một cậu bé 16 tuổi, và một cậu bé 16 tuổi hiển nhiên sẽ luôn bị vây quanh bởi hàng tá những vấn đề đủ khiến khán giả cười nghiêng ngả cả phim. Bất kể cậu có sở hữu siêu năng lực đặc biệt hay một trí tuệ xuất sắc, cậu vẫn mắc phải hàng tá những sai lầm vừa ngây thơ vừa ngu ngốc. Và bạn biết đấy, nếu như sai lầm của đám người thường chúng ta cùng lắm cũng chỉ là nhỡ tay thả hơi nhiều giấy xuống bồn cầu khiến nó tắc và phải gọi thợ sửa ống nước, thì với mấy gã siêu anh hùng, sai lầm của họ hầu hết là sẽ mang đến dăm ba con quái vật đến hủy diệt trái đất. Nói cách khác, người nhện xa nhà vẫn là một bộ phim teen Disney thôi, nhưng mà thú vị hơn hẳn về tuyệt nghiệm. Thứ ba, dàn diễn viên tài năng cùng thông điệp mới mẻ của bộ phim đã khiến Spider-Man Far From Home thực sự được nâng tầm. Tom Holland thể hiện sự tiến bộ thấy rõ qua từng bộ phim mà cậu tham gia. Rồi đến hẹn lại lên, người ta sẽ lại đặt nhện của Tobey Maguire, Andrew Garfield cùng Tom Holland lên bàn cân. Và chắc chắn rằng, sau phần phim này, Tom Holland sẽ thu về thêm kha khá vote của người hâm mộ ấy. Zendaya như thường lệ thể hiện một MJ cu ngầu đừng hỏi. Dù thật lòng mà nói, một chút bánh bèo hiếm hoi mà MJ thể hiện trong phần này khiến mình cảm thấy hơi khớp. Bên cạnh đó, không thể không kể đến diễn xuất đáng yêu thượng hạng của quý ông Netflix cùng cô bạn gái. Cuối cùng, Jake Gyllenhaal trong vai Mysterio đã thực sự đánh gục khán giả và càng về cuối phim, anh càng xuất sắc. Về những thông điệp trong phim, nếu như tư tưởng về sự cân bằng của Thanos trong Endgame thực tế không tạo nhiều mới mẻ, thì những ẩn ý về trách nhiệm, vấn nạn fake news của truyền thông hiện đại cũng như câu hỏi về niềm tin trong Spider-Man Far From Home lại thực sự thu hút. Với 20 phần phim đã qua, Marvel Studio đã quá thành thục trong việc tạo ra những màn CGI mãn nhãn, nên có vẻ như các nhà làm phim đã muốn tạo ra đột phá bằng cách thực sự đưa bạn đi đập phá tan nát cả châu Âu, chứ không phải chỉ giới hạn bối cảnh phim trong một thành phố hay trên vài hành tinh giả tưởng. Bên cạnh đó, phân cảnh phê pha mang hơi hướng Doctor Strange chắc chắn sẽ khiến bạn phấn khích.
Tất nhiên, Spider-Man Far From Home vẫn còn một vài điểm trừ. Bộ phim quăng quật Spidey khắp châu Âu một cách hơi thiếu logic, như thể chỉ cần cố điểm mặt càng nhiều thành phố càng tốt ấy. Và giống như Endgame, các nhà làm phim Marvel càng lúc càng chiều fan của hãng với màn giải thích bối cảnh chóng vánh, khiến khán giả thông thường, những người không theo dõi nhiều những phần phim khác của MCU, sẽ khá bối rối với những diễn biến cảm xúc của nhân vật ở phần đầu phim. Cùng với đó, nếu bạn đang khát khao lời giải về hướng đi của MCU cho các phần phim tiếp theo, thì có thể bạn sẽ thất vọng bởi phần phim này sẽ không mang đến nhiều gợi mở. Cuối cùng, hãy ra rạp để xem hai after credits xuất sắc nhất của MCU từ trước tới giờ, như một sự bù đắp cho cú lừa mà Captain America dành cho các bạn trong after credits của Spider-Man Homecoming. Và đó là những review của Tentacles về Spider-Man Far From Home. Đừng quên like, share video này. Cũng đừng quên subscribe kênh để đón xem những video phân tích thú vị tiếp theo mà Tentacles dành cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây là một số bảng xếp hạng chúng mình đã thực hiện.